cậu bé 6 tuổi nuôi một con gà trống. Con gà này không chỉ nghe hiểu được tiếng nói của cậu bé, mà còn biết bay, thậm chí còn có thể chữa bệnh. Cậu bé tên Tiểu Cẩu, mỗi ngày lúc ăn sáng, cậu đều chia đồ ăn cho con gà, thậm chí cậu còn đặt cho nó cái tên Hoa Hoa. Mỗi ngày Tiểu Cẩu đều vác theo Hoa Hoa cùng đi học. Tiểu Cẩu ở trong lớp học bài, còn Hoa Hoa hiểu chuyện bò bên ngoài cửa sổ đợi Tiểu Cẩu. Sau khi tan học, các bạn nói nếu như Hoa Hoa có thể bay sang bờ sông bên kia thì sẽ mua cho Tiểu Cẩu 2 cái bánh bao thịt. Tiểu Cẩu chỉ đành đưa Hoa Hoa lên chỗ cái tháp, vì trong lòng cậu Hoa Hoa chính là quán quân thế giới. Hoa Hoa, nếu như hôm nay mày có thể bay sang bên kia thì mày sẽ là quán quân thế giới. Hoa Hoa nghe hiểu lời Tiểu Cẩu nói nên đã gáy lên một tiếng. Sau đó Hoa Hoa bật nhảy, dang rộng đôi cánh bay lên không trung. Nó bay theo hướng cầu vồng sang phía bên kia sông. Các bạn vui mừng vỗ tay cho Hoa Hoa, nhưng bố lại cho rằng Tiểu Cẩu cả ngày chỉ chơi với Hoa Hoa. Ông nghi ngờ đầu óc con trai có vấn đề, nhưng mẹ lại không cho như thế. Bà cho rằng những đứa trẻ biết giao tiếp với động vật sau khi lớn lên sẽ càng thông minh. Vì thế Tiểu Cẩu còn kể chuyện Hoa Hoa bay sang bên kia sông cho người chú ở thành phố nghe. Chú có một cô cháu gái tên Tiểu Uyển, cô bé bị mắc chứng trở ngại thị lực. Cô luôn hy vọng có thể nhìn thấy gà biết bay. Hóa ra không lâu trước cô bé chứng kiến bố bị tai nạn xe. Sự ra đi của bố khiến cho Tiểu Uyển đã bị mù tạm thời. Từ đó Tiểu Uyển trở nên trầm mặc. Mỗi ngày bên cạnh cô bé chỉ có đài cassette, vì bên trong có giọng nói của dì Tiểu Hoàng. Bà ấy đã chữa lành tâm hồn cho biết bao đứa trẻ, cũng cùng trưởng thành với biết bao bạn nhỏ. Mà Tiểu Uyển cũng chính là fan trung thành của dì Tiểu Hoàng. Hôm đó Tiểu Uyển đã gọi điện cho dì Tiểu Hoàng, nói rằng mình không thiết sống nữa, vì cô bé không nhìn thấy gì cả, không bằng chết đi cho xong. Nhưng dì Tiểu Hoàng đã cố gắng khuyên cô bé, không ngờ đầu dây bên kia đã ngắt máy. Hóa ra Tiểu Uyển thật sự muốn chết, may mà mẹ đã kịp thời cứu được Tiểu Uyển. Sau đó mẹ lo lắng cô bé làm chuyện dại dột, nên đã bọc tất cả các góc cạnh bàn lại. Trước đây mẹ đã từng đưa Tiểu Uyển đi khám, nhưng bác sĩ đều nói đã hết cách. Để Tiểu Uyển vui vẻ, chú đã nói sẽ đưa Tiểu Uyển về quê chơi. Ban đầu Tiểu Uyển không muốn đi, nhưng chú nói ở quê có một chú gà biết bay tên Hoa Hoa, không những biết bay mà còn hiểu tiếng người. Tiểu Uyển vì hiếu kỳ nên đã theo chú về quê. Sáng hôm sau họ đã thu xếp hành lý, lái xe về quê một chuyến. Còn Hoa Hoa dưới quê thì liều mạng phi ra ngoài thôn. Tiểu Cẩu không sao bắt được nó. Khi Hoa Hoa dừng lại, mới biết hóa ra Hoa Hoa đón chú về nhà. Tiểu Cẩu ôm theo Hoa Hoa đi đón chú. Chú hỏi sao Tiểu Cẩu biết mình ở đây. Là Hoa Hoa đưa bọn cháu đến. Chú nhanh chóng giới thiệu thím và Tiểu Uyển, nhưng Tiểu Cẩu chỉ biết ngây ngô cười. Các bạn nhỏ, xin chào. Em Tiểu Cẩu, chị bị mù. Tiểu Cẩu nghi hoặc tiến lên quan sát người chị đến từ thành phố này. Cậu bé còn nói với các bạn, chị ấy không bị mù, chị ấy đang mở mắt mà. Thật đấy. Tiểu Cẩu, Hoa Hoa đâu rồi? Hoa Hoa đứng trước mặt chị đó. Nó trông thế nào? Nó có một cái màu đỏ chót trên đầu đó. Tiểu Uyển tưởng tượng ra màu sắc ở đó. Mẹ, con có thể sờ vào Hoa Hoa được không? Được. Nó sẽ không cắn con chứ? Nào đưa mẹ. Nó còn biết bắt tay nữa đấy. Vậy có thể cho nó bắt tay chị được không? Hoa Hoa hãy bắt tay chị Tiểu Uyển đi. Hoa Hoa hiểu được lời của Tiểu Cẩu, nó lịch sự bắt tay Tiểu Uyển. Lúc này Tiểu Uyển mới lộ ra nụ cười từ rất lâu. Tối đó người làng vui mừng tẩy trần cho chú, còn đám trẻ đang cho Hoa Hoa ăn. Nhưng Tiểu Uyển vì không nhìn thấy Hoa Hoa nên cô bé đã khóc. Mẹ nhanh chóng đến an ủi cô, vì cô bé cảm thấy mọi người đều có thể nhìn thấy Hoa Hoa, còn bản thân lại chỉ nghe được âm thanh. Đừng khóc nhé, mẹ nhất định sẽ để con nhìn thấy tất cả những thứ con muốn nhìn thấy. Tất cả những thứ Uyển Uyển muốn nhìn thấy. Nói xong hai mẹ con ôm nhau khóc không thành tiếng. Cảnh này khiến Tiểu Cẩu và mẹ rất chua xót. Sáng hôm sau Hoa Hoa bay lên nóc nhà cất tiếng gáy. Con bò đang tắm suối cũng kêu lên. Mẹ của Tiểu Cẩu cũng đi xin quẻ cho Tiểu Uyển. Bố và chú thím cũng đi thắp hương cho ông nội. Trong nhà chỉ còn lại Tiểu Cẩu, Tiểu Uyển và Hoa Hoa. Mọi người vừa đi, Tiểu Cẩu nói mình và Tiểu Uyển sẽ chơi trốn tìm với Hoa Hoa. Tiểu Uyển nghe vậy thì rất vui. Vì thế Tiểu Cẩu lại lôi Tiểu Uyển trốn vào trong nhà. Nhưng dù cho họ trốn ở đâu thì Hoa Hoa cũng đều bay lên tìm được họ. Tiểu Cẩu thấy người lớn không ở nhà nên đề nghị đưa Hoa Hoa lên tháp nước để bay. Bạn bè biết được Hoa Hoa muốn lên tháp nước để bay nên đã gia nhập hội. Còn Tiểu Uyển cũng nhờ mọi người giúp nên đã đi qua được cánh đồng. Rất nhanh họ đã đến được tháp nước, nhưng khi vào trong họ mới nhìn thấy cầu thang tối đen. Đám trẻ sợ hãi không dám trèo lên, chỉ có Tiểu Cẩu to gan lôi Hoa Hoa trèo lên trên. Tiểu Uyển vì không nhìn thấy, cho nên cô bé cũng lần mò theo Tiểu Cẩu. Đại Oa thấy đến cả Tiểu Uyển cũng dám trèo, vì thế cũng bám theo sau. Rất nhanh họ đã lên đến đỉnh tháp. Tiểu Uyển hỏi Tiểu Cẩu rằng mặt trời hôm nay có phải lớn lắm không? Tiểu Cẩu nói mặt trời hôm nay to như quả dưa hấu. Tiểu Uyển đột nhiên nhớ đến hình ảnh quả dưa hấu. Tiểu Uyển lại hỏi trời hôm nay có nhiều mây không? Đại Oa nói vừa có mây hồng vừa có mây vàng. Trong đầu của Tiểu Uyển lại xuất hiện hai màu sắc vàng và đỏ. Sau đó Tiểu Cẩu đặt Hoa Hoa lên lan can, còn cổ vũ cho nó. Hoa Hoa, mày đừng sợ, bay về phía mặt trời đi, mặt trời thật sự rất đẹp. Hoa Hoa dường như nghe hiểu được lời của Tiểu Uyển, vì thế nó giang đôi cánh bật nhảy, bay từ trên tháp xuống. Hoa Hoa giống như con đại bàng tung cánh trên không trung, nó bay hướng về phía mặt trời. Lúc này Tiểu Uyển đột nhiên nhìn lại được, chị nhìn thấy rồi.
chị nhìn thấy mặt trời rồi. Chị còn nhìn thấy hoa hoa nữa. Đột nhiên dưới tháp vang lên tiếng phanh xe, khiến Tiểu Uyển nhớ lại vụ tai nạn của bố. Cô bé đã ngất đi, chú ôm lấy Tiểu Uyển đưa cô đến bệnh viện. Còn Tiểu Cẩu vì thế cũng bị mẹ đánh. Trên đường đến bệnh viện Tiểu Uyển đã tỉnh lại. Tiểu Uyển hỏi mẹ đang đưa mình đi đâu. Mẹ nói họ đang đi bệnh viện. Tiểu Uyển nói ban nãy mình đã nhìn thấy mặt trời, cũng nhìn thấy hoa hoa. Mẹ nhanh chóng hỏi bây giờ Tiểu Uyển có nhìn thấy mẹ không. Tiểu Uyển nói không nhìn thấy. Mẹ không tin lời của Tiểu Uyển, bà còn tưởng con gái mình đang có vấn đề. Sau khi quay lại, Tiểu Uyển như biến thành người khác. Cô bé trốn dưới gầm tủ không nói năng gì. Tiểu Uyển nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Tiểu Cẩu cho rằng đây là họa do hoa hoa gây ra, nên đã đuổi hoa hoa sang một bên. Hoa hoa đau lòng đành bỏ nhà đi. Nó đến bờ sông lần đầu tiên gặp được Tiểu Uyển. Nó hy vọng có thể đợi được Tiểu Uyển quay về. Hôm sau Tiểu Cẩu đi tìm hoa hoa, nhưng không thấy nó đâu. Tiểu Cẩu đau lòng khóc lớn. Lúc này Tiểu Uyển gọi điện cho Tiểu Cẩu. Tiểu Cẩu khóc nói hoa hoa đã đi mất rồi. Không ngờ hoa hoa đột nhiên bay về, khiến cậu bé rất vui mừng. Hôm đó chú và mẹ cũng bước ra khỏi bệnh viện, thì gặp một người coi bói. Ban đầu mẹ cũng không tin, nhưng bà đột nhiên nhớ đến quẻ mà chị dâu xin cho Tiểu Uyển, nên mang theo hy vọng đưa cho người kia giải mã quẻ bói. Đêm dài không ánh sáng, Hùng Kê hát sáng rực rỡ. Con gà trống này chính là con gà trống các người vừa nói. Hoa hoa. Đúng, con gà này có thể chữa khỏi bệnh cho con gái cô. Mẹ nghe thế liền hỏi ông ta nên làm thế nào. Ông ta nói hãy ăn thịt hoa hoa, mà phải ăn từ mắt trước. Tối đó chú đã gọi điện cho bố của Tiểu Cẩu để nói chuyện này. Bố cho rằng chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Tiểu Uyển, thì thịt cả trăm con gà như hoa hoa cũng đáng. Nhưng mẹ lại cho rằng giết hoa hoa chính không khác nào giết Tiểu Cẩu. Mẹ bất đắc dĩ đành nói dối Tiểu Cẩu. Tiểu Cẩu lúc đó mới theo bố đến nhà chú. Bố nói trước tiên để hoa hoa ăn no rồi mới đi chơi cùng Tiểu Cẩu. Không ngờ bố không định cho hoa hoa ăn no, mà định cho nó lên mẹt, thậm chí ông còn mài dao. Lúc này Tiểu Cẩu và Tiểu Uyển đang chơi trong phòng, họ không biết hoa hoa sắp bị lên đĩa. Lúc này mẹ cầm lấy bát định hứng máu gà, nhưng chú lại thấy vẫn nên cho Tiểu Cẩu biết chính xác tình hình, nếu không đứa trẻ sẽ trách họ cả đời. Sau đó chú đã đến nói sự thật cho Tiểu Cẩu nghe. Còn Tiểu Cẩu nghe xong thì ngẩn người, cậu khóc chạy vào phòng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển nghe được tiếng khóc của Tiểu Cẩu nên đã hỏi cậu bị làm sao. Bọn họ nói chỉ cần chị ăn thịt hoa hoa thì bệnh của chị sẽ khỏi. Chị Uyển Uyển, chị hãy ăn thịt hoa hoa đi. Không, không cho mọi người giết hoa hoa, trả hoa hoa cho con. Uyển Uyển, Uyển Uyển, không cho mọi người giết hoa hoa, trả hoa hoa lại cho con. Dưới sự cầu xin của Tiểu Uyển, mọi người đành trả lại hoa hoa cho cô. Tiểu Uyển muốn đưa hoa hoa đi, nhưng mẹ cô đã ngăn lại. Họ chỉ đành ôm hoa hoa vào phòng và chốt cửa lại. Hai người lên kế hoạch làm sao để đưa hoa hoa đi. Vì thế Tiểu Cẩu đã viết chữ cầu cứu lên kính cửa sổ. Vừa hay cậu bé phía đối diện nhìn thấy chữ mà Tiểu Cẩu viết. Sau đó cậu bé đã đến nhà Tiểu Uyển, nói với mẹ của Tiểu Uyển rằng muốn mời Tiểu Uyển xuống nhà chơi. Mẹ chỉ đành để cho Tiểu Cẩu và Tiểu Uyển cùng đi, nhưng không được mang hoa hoa đi. Tiểu Uyển không cho mẹ động vào hoa hoa, nên mẹ cũng chỉ đành đồng ý. Nhưng Tiểu Cẩu vừa xuống nhà thì cậu đã kêu hoa hoa bay từ cửa sổ xuống, vì lần trước Tiểu Uyển nhìn thấy hoa hoa nhảy từ trên tháp nước xuống, Tiểu Uyển cũng nhìn được một chút. Vì thế nên cậu đề nghị Tiểu Uyển đem theo mình và hoa hoa đến nơi cao nhất trong thành phố, có lẽ có thể chữa được mắt. Tiểu Uyển liền đưa Tiểu Cẩu và hoa hoa đến tòa nhà cao nhất, nhưng họ lo lắng khoảng cách quá xa nên hoa hoa có thể bị ngã chết. Vì thế nên Tiểu Uyển đã gọi điện cầu cứu dì Tiểu Hoàng. Dì Tiểu Hoàng sau khi biết chuyện đã kêu gọi các bạn nhỏ đang nghe đài hãy lấy ga giường hoặc thảm ở trong nhà ra dưới sân tòa nhà giúp Tiểu Uyển đỡ hoa hoa bay xuống. Dưới sự trợ giúp của dì Tiểu Hoàng, đám trẻ ai nấy đều lấy ga giường chạy đến sảnh, mà lúc này mẹ của Tiểu Uyển cũng không thấy hoa hoa đâu. Chính lúc Tiểu Cẩu và Tiểu Uyển đang định lên sân thượng thì bị bảo vệ ngăn lại. Ông ấy hỏi hai đứa trẻ lên đó làm gì. Tiểu Cẩu liền nói rõ tình hình với ông ấy. Sau đó giám đốc tòa nhà còn đặc biệt gọi điện thoại cho đài truyền hình để cầu xin. Sau đó đài truyền hình đã cho phép hai đứa trẻ được lên sân thượng. Tiểu Cẩu ôm theo hoa hoa thuận lợi lên được sân thượng. Khi họ nhìn xuống bên dưới, đám trẻ sớm đã căng ga chờ sẵn, thậm chí đến cả dì Tiểu Hoàng cũng đến hiện trường. Tiểu Cẩu đặt hoa hoa lên lan can, còn cổ vũ nó bay xuống. Bên dưới có rất nhiều bạn nhỏ chờ đón mày. Mày đừng sợ, Tiểu Uyển cũng đi tới cổ vũ cho hoa hoa. Hoa hoa hãy bay về phía mặt trời. Mặt trời thật sự rất đẹp. Dưới sự cổ vũ của các bạn, hoa hoa cũng đạp chân, nó lại bay về phía mặt trời. Chị lại nhìn thấy rồi. Chị lại nhìn thấy mặt trời rồi. Chị lại nhìn thấy hoa hoa rồi. Lúc này mẹ cũng đến đây. Mẹ. Uyển Uyển. Uyển Uyển. Mẹ ơi, con lại nhìn thấy rồi. Đây là số mấy? 1, 2, 3. Mẹ thấy mắt của Tiểu Uyển cuối cùng cũng đã nhìn thấy được. Mẹ đã kích động ôm lấy Tiểu Uyển, nước mắt bất giác không ngừng rơi. Khi Tiểu Cẩu nhìn thấy chị Tiểu Uyển đã nhìn thấy lại được, cậu cũng vui mừng cười. Dưới sự giúp đỡ của các bạn, hoa hoa đã hạ cánh an toàn. Để hoa hoa được mạnh khỏe, Tiểu Cẩu quyết định để hoa hoa ở lại thành phố với Tiểu Uyển, còn cậu quay về quê với bố để học tập. Hoa hoa trong phim chính là tín ngưỡng của những đứa trẻ.
có tín ngưỡng thì mới có tâm linh. Đôi mắt mù lòa của Tiểu Uyển dù chỉ toàn bóng đen, nhưng cô ấy tin rằng mặt trời mới là đẹp nhất.